Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hugo Quỳnh, và hôm nay Hugo sẽ cùng các bạn tiếp tục vượt cổng biên giới ải 7 chương 8. Yêu cầu ở đây là phải phá hủy thành trì địch. Có con gì, con ốc sên. Con này thì nó chuyên nó phá hủy mấy cái coi nó phá cái là dính vô thành chính luôn. Đội rìu phủ, đội rìu gai. Cái này là phá hủy thành trì địch. Thôi dùng cái con này lại đi. Bỏ con này ra. Cho một cái đội bắn đá vô. Mình sẽ nhét vào đó là cái thẻ này nè các bạn. Thẻ này gây choáng nè. Rồi, triển khai. Đây. Nồi điện nè. Có đồ chơi nè. Thêm nồi điện nữa nè. Choán hết tụi nó đi. Cho tụi nó đừng có đi đâu hết trơn. Nó vẫn làm tổn thất cái thành mình rồi thôi. Cái con ốc sên này khó chịu vậy. Không mưa nổi cái con công chúa ốc sên. Chết mày đi con, mày chết mày đi con, điện giật mày nè con, ốc giật cho bể cái vỏ ốc mày luôn. Mày á, mày á, nè 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 nè, 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 nè. Chết mày, chết mày. Tao lấy tướng ra xử mày nè. Biêu ly, xử nó con. Quá xa. Đập gãy mấy cái trụ này con, nó giỏi. Ủng hộ con. Cái con trick này á, là một cái con mà sát thủ các bạn, mà nó phá hủy mục tiêu rất là rộng nha. Mưa tên nè. Đó, tao đợi cái trận mưa tên đúng uống tao xử tụi mày chứ không có gì hết trơn á. Rồi, bây giờ bên đó là hết ha, hết những cái tháp phòng thủ rồi. Mình sẽ đợi khoảng vài điểm mà lực nữa mình lên. Tháp đá nè. Tèo ly nè. Biêu ly nè. Mình thả mấy con tướng mình ra dọn đường. Băng nỏ nè. Rồi khi thả đầu quả xa cho quả xa nó có mục tiêu là nhắm vô thành luôn. Đó, dọn sạch lính đi. Dọn sạch lính đi, quả xa nhắm thành thôi. Đó, hai đầu quả xa nè con. Thành trì quá xa ơi. Kệ tụi nó con. Cứ nhắm vô cái thành mà bắn thôi. Bắn tụi này mệt thôi. 15.000, 13.000 điểm, 12.000 điểm, 11.000 điểm, 10.000 nữa thôi. Nó, mày 4.000 điểm nữa thôi. Còn tụi mày 3, 2.000, 1.000. Đó, xong. Bỏ chạy đi, bỏ chạy. Chạy, đó, không chạy tao giết ra đâu quýnh. Rồi, Huga đã giành chiến thắng ở ai 7 chương 8 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video. Huga sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Xin chào.